Các mấy bạn Bẻ xuống để mình làm một ly nước giải khát để mình ăn. sẽ lên cây, bẻ trên cây luôn nha các bạn. Lửa trái chín vàng ôm luôn nha. Cao quá trời luôn á. Tại đó giờ mình bác thì mình chỉ thấy những cái cây mà thân nhỏ 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 thôi, để mà mình chặt mình làm để học nghề, để mà học làm vườn đó. Chứ không có thấy cái cây, những cây bự như vậy, bự mà còn cao nữa. Nhiều lắm á. Cẩn thận anh ơi. Ê anh đứng cái nhánh yếu quá kìa. Trời ơi, anh đứng cái nhánh nhỏ xíu mà yếu xìu luôn á. Đứng dưới mà hồi hộp vô ổng luôn vậy. Phía sau lưng anh có hai trái chín vàng ôm nè. Anh phía sau lưng anh có hai trái chín vàng ôm luôn nè. Nhưng mà nó hơi xa nha, bên cái nhánh bên đây nè, bên cái cây không bên đây nè. Đó thấy không? Đó. Cẩn thận đó. Xích vô, đừng đứng xích vô, đứng xích vô. Ui. Ủa gió quá trời mấy bạn. Gió quá chừng. Nó lộn cái cùi vậy. Hả? Dục dục nhẹ nhẹ xuống. Em chụp cho. Đây nè, bên đây nè, gần sát bên đây nè. Anh lắc đi, anh lắc đi. Lắc đi. Ôi trời. Nó rớt như mít vậy á. Nè, mình mới lắc cho nó xuống rồi các bạn. Ủa sao trái không nhăn vậy? Đó, trái mới rơi xuống nè. Đây được hai trái, hai trái chín. Đâu? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ôi. Ừ, tưởng anh chọi em không á. Em với anh ăn à, ít ít được rồi, đủ rồi. Từ từ nha, dội gì vừa thôi. Ôi. Nãy giờ cũng nhiều lắm mấy bạn. Giờ để mình đi gom lại ha. Được chưa? Nè. Xuống từ từ thôi. Cây cao quá. Cao mà mình thấy nhánh nó yếu yếu không à, nó cũng là rất là nguy hiểm nha. Leo chuyên nghiệp quá rồi. Từ từ thôi, cẩn thận á. Cây này lớn nha. Ừ. Thân cây lớn nha. Cây này cây chắc này cũng cũng lâu lâu ha nhưng mấy. mà dễ trắng. Cây này chắc cũng lâu rồi ha. Từ từ thôi. Anh đi lượm, anh đi gom đi. Nãy giờ chắc cũng tính cũng 5-6 trái vậy á. Nhưng cây ăn đủ rồi. Bên đó hai trái đúng rồi. Ở đó một trái nữa anh. Bên đó kìa. Cũng làm trái luôn rồi. Ừ, nhiều á. Ở đây hai trái luôn nè. Thấy không? Nó ăn đâu được đâu. Để ngày mai mới ăn trái được. trái này chín ngọt nè. Mày rụng xuống nước rồi cho cá ăn luôn đi. Ừ. Nó nghe thải cái nó nổi lên đều 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 quá. Ôi trời ơi. Nó dành nè.
Có nhìn ăn mà nổi gợn sống không? Rồi bây giờ mình đem sứ trái bình bát này mình vô mình dầm với đá đường ăn nha các bạn. Ừ, trái này hơi xanh xanh ha, không biết ăn được không trái này. Cái này để ngày mai á, dúi tới ngày mai là ăn mới được. Ừ. Đi, lụm lên em, nè lấy nón lá rồi.